năm tiếng ấy nè, báo cáo các đồng chí là 10:30 là 6:30 là xuất phát rồi. Đoàn của chiến binh sau đồng chí đứng phòng chính trị sư đoàn 39 kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành các bạn, để dưới nghĩa trang các anh liệt sĩ nha. Chắc cha là xe mình nằm kia nó khóa cửa rồi, xem định đó. Thôi đoàn rồi mình sẽ xuống xem các bạn. Luôn. Rồi, rồi mình sẽ vào nghĩa trang nha. Đến nghĩa trang huyện Long Thành thì có đồng chí Thảo. Đồng Thảo trinh sát đây. Đồng chí Thảo trinh sát của đơn vị hồi xưa là cựu chiến binh, hiện là cựu chiến binh của chị hội luôn. Rồi vô trong đi. Đây mấy bác này lát giới thiệu. Rồi vô trong đi. Rồi, dẫn đoàn là đồng chí Hà Văn Xuất, bí thư đảng ủy có chủ nhiệm phòng chính trị sư đoàn các bạn. Có xe mà đậu trống cả. Ừ. Nay có mua được 2 người. Xe này có cửa rồi, có 2 cửa rồi mà. Đi cái lãnh đạo. Sẽ đi coi nặng rồi, thôi muốn đi được. Mình đúng rồi. Mua thì mình làm lại cái mua lại. Rồi nhớ chị. Ủa anh định đâu rồi? Anh định cho ní vô đây trước rồi. Anh định đã đến trước nha các bạn. Anh định cho ní đã đến trước rồi, giờ đến đoàn của chúng mình mới tới đây. Đoàn này là đoàn đơn vị đang đương nhiệm các bạn. Chị cái này lát nữa mình thắp mình đi đâu kia, chỗ này đi thắp giếng đốt đây thôi, lát khi lát mình đốt về kia. Con. Con giúp chú chung quay cái đoạn xuống nha, quay chú nha. Nằm quay luôn nha. Con quay chú nha, quay hết cái đoạn. Quay con chạy. Đó nữa chị mở cửa con chứ chạy xe ra nha, tại xe mỗi một cái khóc đi. Thank you.
mày trước á, đừng cho thấy mấy chú mất rồi. Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2022. Đảng ủy chỉ huy phòng chính trị sư đoàn 309 quân đoàn 4 kết hợp cùng cựu chiến binh sư đoàn 309 về viếng và thắp hương cho vong linh các anh hùng liệt sĩ tại hai nghĩa trang Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành. Trưởng đoàn do đồng chí Hà Văn Sức, bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm phòng chính trị sư đoàn 309 làm trưởng đoàn, cùng các chính ủy, các chủ nhiệm của các phòng ban về viếng nghĩa trang Long Thành vào lúc 11 giờ kém 20 phút. Đoàn chúng tôi sẽ ra ngoài nơi mà các đồng chí nằm xuống để đốt. Bông nó đâu đua đâu ấy, đua đang đốt đi sao chắc, đua còn à, để đua nó ôm bông, đua nó ôm. Giờ đoàn chúng tôi sẽ đến đài tưởng niệm tổ công để đốt nhang cho các liệt sĩ và đến từng mộ để đốt cho các liệt sĩ một nén hương nhân mùa Tết năm 2022. Đi đây có đồng chí Định của chiến binh của trung đoàn 250, đồng chí Thảo của chiến binh của chi hội 3 khu vực Lạc Long Thành, đồng chí Ý trung đoàn 250 và cái đua là người sau cùng để đang ôm hoa nha các bạn. Con ơi, con quay giùm chú con. Mày cứ đứng trước mặt mày quay, mày cho mày trách nhiệm mày, mày cho mày quyền đứng trước mặt quay lại á. Nè, quay chú đi. Sao nữa hả? Con quay chú đang đốt nhang, chuẩn bị đốt nhang chỗ này nè. Con đứng này nó quay lại mấy chú đứng đây nè. Nè. Rồi, rồi. Đây này đúng là cái thank you.
ông đây là chào ông rồi, không chào đâu coi thấy không. Đừng đang chào. Chào. Tám chín tại tỉnh Văn Quan, con quay xuống về đây luôn chút xíu được không? Chú đang
tại sao chú vừa thấy ngay đây cho chú xíu đi ạ. Con ở trong quán trai luôn hả? Dạ không, con đi thăm. À, thăm thăm ai? Ba má hay là con đi thăm bác. Dạ bác ạ. Bác ạ. Bác con là hy sinh ở công chi hay đâu? Dạ ở Ý Yên Nam Định ạ. Đâu nhiều khu. Cái khu này trong khu này khu đó khu của mình. Đây là khu của mình luôn. Dạ. Đưa đưa vào đặt đây đây đưa đưa. Khu đó của mình nhé. Tất cả đều cũng là anh hùng hết. Đặt chết như vậy thôi. Nhưng mà anh em mà nãy nằm xuống đây là đều anh hùng hết. Ủa vậy bác con người ngoài kia mà hy sinh trong đây à? Là như hy sinh nhưng mà được bốc về đây á. Dạ con cũng không biết, con chỉ tới đây lần đầu, lần này lần đầu con tới á. Bây giờ nhà con ở đâu? Nhà con đấy à? Giờ con đang ở bên quận 7 ạ. Dạ con mới tới đây lần đầu hả? Dạ. Alo. Mình đi quay hộ mấy ông này xíu. Vâng vâng. Làm sao? Dạ. Chúc con năm mới mình khỏe nha. Rồi con cảm ơn chú. Rồi rồi. Nãy giờ mình đang nhờ một đứa cháu cũng về viếng nghĩa trang các bạn. Để quay cho mình thì có hình ảnh có hơi lắc hay gì mong các bạn có thông cảm nha. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ giữ camera. Để gì vậy đây? Đua chính trị viên của tiểu đoàn quân y sư đoàn các bạn. Nay đồng chí cũng tham gia về diễn nghĩa trang đốt cho các đồng liệt sĩ một nén hương, cầu mong linh hồn của các đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng sớm siêu thoát nơi lạc. Các đồng chí phù hộ cho anh em cán bộ chiến sĩ của sư đoàn nói chung và cựu chiến binh chúng tôi nói riêng mình khỏe. Hàng năm anh em chúng tôi sẽ kết hợp với chỉ huy sư đoàn về thăm và viếng hương các đồng chí. Rồi qua về cái một tập thể.
Giờ đó tôi giờ chân qua ngay mộ tập thể để ghi hình ảnh lại cho các bạn xem nha. Đồng chí Hà Nhân Sức, thượng tá, bí thư đảng ủy, phó phòng chính trị sư đoàn đến viếng và cầu nguyện cho những vong linh. Đây là ngôi mộ tập thể và đồng chí thượng tá Hà Nhân Sức, bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm phòng chính trị sư đoàn đến viếng và cầu nguyện cho các đồng chí. Và chào tạm biệt các đồng chí, chúng tôi trở về hẹn lại năm sau anh em chúng tôi tiếp tục đến viếng các đồng chí nữa. Chào tạm biệt các đồng chí, chúng tôi trở về hẹn các đồng chí sang năm mình khỏe, chúng tôi tiếp tục có điều kiện chúng tôi sẽ tới và viếng và thắp hương cầu nguyện cho các đồng chí. Mong các đồng chí phù hộ cho anh em cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 39 và cựu chiến binh sư đoàn 39 được mạnh khỏe. Rồi, xin chào tất cả các đồng chí, chúng tôi trở về dưới gia đình.